Mbappe là ngôi sao hay nhất thế giới hiện tại. Tôi đã nói trước trận rằng nếu Mbappe đạt điểm rời phòng độ sẽ là bất khả thi để ngăn cản anh ấy. Trận đấu hôm nay minh chứng cho điều đó. Các cầu thủ của tôi không hề mắc lỗi chỉ bởi vì Mbappe quá xuất sắc mà thôi. Đó là những lời thán phục của huấn luyện viên Imanol Agunasin dành cho Mbappe sau chiến thắng 2-0 của Paris Saint-Germain trước Real Sociedad tại vòng knockout UEFA Champions League vừa qua. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp càng xuất sắc bao nhiêu thì người dân xứ Paris lại càng đau lòng bấy nhiêu, bởi sau mùa giải 2023-24 này, vị thủ lĩnh của họ sẽ chẳng còn ở lại nơi đất mẹ nữa. Cậu bé vàng của đất nước lục lăng biết rằng đã đến lúc anh bước ra khỏi tấm kén đã bao bọc mình trong suốt sự nghiệp để trở thành cánh bướm đẹp nhất, tung cánh trên những bầu trời vĩ đại nhất. Câu chuyện chuyển nhượng của Mbappe luôn thu hút được sự chú ý của cả thế giới, bởi như đã nói, những bước dịch chuyển của anh sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử bóng đá thế giới. Và câu lạc bộ nào sở hữu được số 10 đẳng cấp này sẽ trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Mùa giải chưa kết thúc và thị trường chuyển nhượng mùa hè còn chưa mở cửa. Thế nhưng câu chuyện đi hay ở của Mbappe luôn trở thành một chủ đề để giới truyền thông quan tâm. Và mối tình lãng mạn giữa lòng thủ đô cuối cùng cũng đi tới hồi kết khi Mbappe đã có quyết định riêng mình. Và thông tin này đã được những nhà báo cũng như những hãng thông tấn uy tín nhất thế giới xác nhận. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano là người mới nhất cập nhật thông tin này trên trang Twitter cá nhân. Kylian Mbappe hiện đã thông báo với chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi rằng anh ấy sẽ rời đội bóng với tư cách là cầu thủ tự do. Các điều khoản về sự ra đi vẫn chưa được thống nhất đầy đủ, nhưng anh ấy sẽ rời Paris vào mùa hè. Kylian sẽ không thực hiện cam kết của mình với câu lạc bộ. Quyết định này được xác nhận 100% vì Nasser Al-Khelaifi đã được thông báo vào ngày hôm nay. Paris Saint-Germain và Mbappe sẽ liên lạc với nhau về việc ra đi trong những tháng tới. Real Madrid hiện đang theo đuổi Mbappe với sự tự tin để hoàn thành thương vụ này. Không chỉ Romano, nhà báo David Austin của The Atlantic tiết lộ rằng Mbappe đã thông báo quyết định của mình với Paris Saint-Germain, nhưng các điều khoản về việc ra đi của anh ấy vẫn chưa được thống nhất đầy đủ. Dự kiến sẽ có thông báo chính thức sau khi tình hình được hoàn tất trong vài tháng tới. Mbappe rời khỏi đội chủ sân công viên Các Hoàng Tử được cho là bước đi tốt cho cả hai bên. Có những sự tiếc nuối dành cho số 10 của những chú gà trống Gaulois. Cổ động viên tiếc nuối khi Pháp không thể vô địch World Cup 2022 vì để thua trước đội tuyển Argentina trong ngày mà Mbappe đã thi đấu vô cùng xuất sắc với một cú hat-trick. Nếu như đội tuyển Pháp bảo vệ thành công trước vô địch World Cup, mọi thứ hoàn toàn có thể sẽ khác với Mbappe. Tuy nhiên, sự nghiệp tại cấp độ đội tuyển quốc gia của cầu thủ có biệt danh Ninja Rùa hứa hẹn sẽ còn rực rỡ và huy hoàng hơn nữa, bởi Pháp luôn sở hữu những lứa cầu thủ tài năng. Nhưng trong màu áo của câu lạc bộ, Mbappe như bị giam cầm bởi tiền tài tại Paris Saint-Germain, và anh sẽ chỉ thực sự phát tiết hết sức mạnh nếu đầu quân cho những câu lạc bộ khác. Về phía đội bóng thủ đô Paris, sự ra đi của đứa con cưng có thể tiết kiệm cho họ khoản tiền 200 triệu euro mỗi năm, khi đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique tập trung đầu tư vào tuổi trẻ và tập thể nhiều hơn. Và đó cũng chính là những gì mà Mbappe đã thổ lộ và mong muốn về sự ra đi của mình. Có lẽ Mbappe cũng đang muốn cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất của mình cho mùa giải cuối cùng tại mảnh đất đã làm nên tên tuổi của anh, cũng như làm đẹp thêm bản CV vốn đã quá đồ sộ của nhà vô địch World Cup 2018. Bàn thắng của Mbappe trong trận gặp Real Sociedad đã giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi bàn trong 10 trận sân nhà liên tiếp. Ngôi sao người Pháp cũng là cầu thủ góp công trong 38 bàn thắng sau 30 trận mùa này với 31 bàn và 7 kiến tạo, thống kê cao nhất tại năm giải đấu hàng đầu châu lục. Dĩ nhiên, với những thành tích ấy, bất cứ đội bóng nào cũng thèm khát sở hữu chữ ký kinh điển này, đặc biệt là khi Mbappe sẽ rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Vậy đâu sẽ là những biến đỗ tiềm năng của chân sút 25 tuổi khi mà Real Madrid không còn giữ được vị trí độc tôn trong cuộc đua tranh này? Tờ Marca của Tây Ban Nha cho hay. Sau thông báo chia tay Paris Saint-Germain, Mbappe vẫn chưa xác định cụ thể câu lạc bộ tiếp theo của mình ở đâu. Nhưng ai cũng biết đó gần như là Real Madrid, đội bóng đã theo đuổi cầu thủ này từ lâu nay. Nhưng cũng theo Tờ Marca, Los Blancos đã chính thức gửi lời đề nghị đến Kylian Mbappe sau khi cầu thủ này hạ quyết tâm rời Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, mức lương mà kênh kênh trắng đưa ra cho Mbappe được cho là khá thấp, rơi vào khoảng 30 triệu euro mỗi năm, thậm chí còn thấp hơn cả lời đề nghị vào mùa hè năm 2022.
Trước đó, Mbappe được cho là đã đề nghị mức lương lên đến 43 triệu euro mỗi năm để đến khoác áo Real Madrid. Đó là chưa kể khoản lót tay 125 triệu euro kèm tỷ lệ ăn chia bản quyền hình ảnh là hơn 60%. Vì vậy, vẫn chưa thể khẳng định Mbappe sẽ đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nếu như những khúc mắc về vấn đề tài chính không thể được giải quyết. Hơn thế nữa, vị trí của Mbappe trong đội hình toàn sao của Real cũng là một cơn đau đầu khi Vinicius Junior vẫn chơi quá tốt ở hành lang cánh trái sở trường. Không nghi ngờ gì nữa, Mbappe là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng Madrid chưa chắc đã cần anh ấy vào lúc này, cũng như những gánh nặng mà Mbappe mang theo. Vinicius được tạo ra để tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ ở Bernabeu, và Los Blancos sẽ sai lầm nếu thay thế Vinicius bằng Mbappe, đặc biệt là để chiêu mộ một người đàn ông có cái tuổi có thể lấp đầy sân vận động. Vì vậy, cơ hội của các đại gia châu Âu là vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là các ông lớn tại xứ sở sương mù. Mbappe có lẽ cũng chán ngấy cái cảnh một mình một ngựa tại giải vô địch quốc gia Pháp, nên có thể tiền đạo này sẽ cân nhắc thi đấu tại Premier League thay vì tại La Liga. Hơn nữa, sự xuất hiện của Erling Haaland tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh có thể cũng thu hút Mbappe. Cuộc đua song mã kinh điển ngày nào giữa hai huyền thoại sống là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ được tái hiện bởi hai nhân vật được xem là hai cầu thủ kế thừa kỷ nguyên vĩ đại sau này. Manchester United với những động thái mới nhất từ Sir Jim Ratcliffe khi mua lại 25% cổ phần của đội chủ sân Old Trafford bất ngờ là cái tên tham gia cuộc đua. Những báo cáo liên quan đến việc cựu huấn luyện viên Real Madrid là Zinedine Zidane sẽ thay thế Erik ten Hag vào cuối mùa càng làm tăng thêm khả năng Mbappe sẽ gia nhập nửa đỏ thành Manchester, và người ta tin rằng Man United sẵn sàng chỉ đậm nếu có được cái gật đầu từ Mbappe. Tuy nhiên, nếu quỷ đỏ không thể cán đích trong top 4 Premier League thì chắc chắn họ sẽ không thể thu hút được Mbappe. Khi đó, sự quan tâm của tiền đạo người Pháp sẽ hướng đến hai câu lạc bộ đang là ứng cử viên vô địch hạng Anh mùa này là Arsenal và Liverpool. Theo The Independent cũng khẳng định Mbappe sẵn sàng gia nhập pháo thủ trong trường hợp thương vụ chuyển sang Real Madrid thất bại. Mbappe được cho là hứng thú với những gì mà Thierry Henry làm được với Arsenal và muốn đi lại con đường này. Còn với Liverpool thì sao? Mbappe là một hiện tượng toàn cầu, một tài năng đại diện cho cả một thế hệ đã tỏa sáng tại hai kỳ World Cup ở tuổi 25. Ngay cả trong một đội bóng hoạt động kém hiệu quả như Paris Saint-Germain, Mbappe thường không thể bị ngăn cản. Một cầu thủ được trời phú cho tốc độ đến mức bùng cháy hết mình, một nét châm phá cho tương lai vĩ đại. Nhưng Liverpool thực chất không cần nhà vô địch World Cup 2018. Hay nói một cách chính xác hơn, The Cop không cần những món đồ trang sức lấp lánh cùng ánh hào quang mà Mbappe mang theo. Đặc biệt là khi người được mong chờ nhất sẽ thuần phục được cầu thủ có cái tôi cao ngạo này là Jurgen Klopp sẽ ra đi vào cuối mùa. Vì vậy, khả năng thương vụ này xảy ra là không cao. Bến đỗ tiếp theo của Mbappe vẫn là một ẩn số. Nhưng ít nhất thời điểm này, Mbappe đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, bỏ lại tiền tài, vật chất để viết nên câu chuyện vĩ đại về cuộc đời mình. Và hãy chờ xem số 10 của đội tuyển quốc gia Pháp sẽ còn tiến xa đến đâu nhỉ?